Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa quý vị và bà con ngư dân, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 15 đến 17 độ vĩ Bắc nên 24 giờ qua, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận trở vào cho đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh, gió Tây Nam mạnh cấp 5, giật cấp 6, cấp 7 gây ảnh hưởng đến các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, giải hội tụ nhiệt đới sẽ nâng trục dần lên phía Bắc và hoạt động với cường độ giảm dần, nên mưa dông có lượng sẽ giảm hơn tại các tỉnh vùng biển phía Nam. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cũng sẽ xuất hiện với tần suất ít hơn. Và thưa quý vị, lúc này vùng mưa dông có xu hướng là tập trung tại Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị trở vào cho đến Quảng Ngãi và cả khu vực Bắc Biển Đông. Tuy nhiên, lượng mưa cũng giảm, mưa vừa đến mưa to ít có cơ hội xuất hiện. Mặc dù vậy, trong cơn dông, bà con vẫn cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, trong đêm nay và ngày mai, mưa dông tiếp tục xảy ra tại vùng biển này. Đới gió Đông Nam dầu ẩm có khả năng tăng lên cường độ cấp 5 trong khoảng đêm và sáng. Ngoài tầm nhìn bị hạn chế thì trong mưa dông cũng kèm cả gió giật. Vì vậy, các tàu du lịch chỉ nên là lưu thông trong khoảng từ 9 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Chuyển xuống vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, nằm gần ngay sát giải hội tụ nhiệt đới, nên trên vùng biển này, mưa dông có xu hướng là tăng hơn 24 giờ trước đó. Khoảng thời gian mưa nhiều chủ yếu là đêm về sáng. Tuy nhiên, ban ngày trời khá nhiều mây, nhìn chung thời tiết sẽ không mấy thuận lợi cho các hoạt động hong phơi đồ hải sản của bà con. Gió tại đây thịnh hành hướng Đông Nam với cường độ là cấp 4, cấp 5, cùng sóng biển cao từ 0,75 đến 1,75 mét. Chuyển xuống vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Trong đêm nay và ngày mai, vùng biển này có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của giải hội tụ nhiệt đới, nên gió tại đây có hai hướng, phía Bắc gió có hướng là Đông Nam, phía Nam thì thịnh hành gió Tây Nam cấp 4. Mưa rào và dông liên tục xuất hiện khiến tầm nhìn bị hạn chế. Ngoài ra, còn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố, lốc xoáy, nên khuyến cáo các tàu thuyền là có trọng tải nhỏ, hạn chế lưu thông trên vùng biển này. Xuống đến vùng biển Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý, nơi đây sẽ duy trì trường gió Tây Nam với cường độ khoảng cấp 4, cấp 5, với những con sóng cao từ 1 đến 2 mét. Mưa dông sẽ xuất hiện ở diện rải rác, tập trung trong khoảng đêm nay và chiều tối mai, khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo, gió thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ là cấp 5, sóng biển chỉ còn dao động là từ 1 đến 2 mét. Mưa dông sẽ giảm hơn về lượng so với 24 giờ trước đó, chỉ xảy ra rải rác trong khoảng đêm và lúc chiều tối. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố, lốc xoáy và gió giật mạnh cũng giảm hơn về tần suất xuất hiện trên khu vực này. Sang đến khu vực biển Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Nơi đây tiếp tục thịnh hành trường gió Tây Nam với cường độ chỉ khoảng cấp 3, cấp 4, cùng sóng biển cao là không quá 1 mét. Thời điểm thích hợp cho các hoạt động hàng hải là vào khoảng sáng đến trưa. Sau đó, đến lúc chiều tối, mưa dông sẽ lặp lại trên khu vực nên tầm nhìn bị giảm thấp trong mưa. Trên vùng biển Vịnh Thái Lan, tình trạng biển trong 24 giờ tới cũng khá êm. Khoảng thời gian thích hợp cho tàu thuyền hoạt động là từ 9 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Sau đó đến chiều tối, tương tự như vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, nơi đây cũng có mưa rào rải rác và dông, khiến tầm nhìn bị hạn chế trong mưa. Quay trở ra khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong đêm nay, khu vực còn duy trì mưa dông rải rác và tiềm ẩn nguy cơ về lốc xoáy gió giật, nên ảnh hưởng đến các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Tuy nhiên, ngày mai mưa sẽ giảm dần trên khu vực, chỉ còn tập trung tại vùng phía biển phía Tây. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc, những đám mây đối lưu sẽ giảm hơn 24 giờ trước, chỉ còn tập trung nhiều tại phía Tây của khu vực. Tuy nhiên, vẫn khuyến cáo tàu thuyền là cảnh giác với gió giật mạnh trong mưa dông. Gió tại đây có hướng Tây Nam với cường độ là cấp 4, cấp 5, cùng sóng biển cao là từ 1 cho đến 2 mét. Cuối cùng là khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây. Tại đây, trường gió Tây Nam tiếp tục chi phối và hoạt động ổn định với cường độ là cấp 4, đôi lúc tăng lên cấp 5 vào khoảng chiều tối, sóng biển dao động là từ 1 đến 2 mét. Thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động hàng hải từ sáng đến trưa. Tuy nhiên, trong khoảng chiều tối và đêm, mưa dông tiếp tục lặp lại khiến tầm nhìn bị giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa dông, nên tàu thuyền cần lưu ý. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!